Nessi Glutathione Plus là một sản phẩm làm đẹp da, bổ sung collagen, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi da. Ngoài ra, sản phẩm có giúp giảm các vấn đề nám, sạm, khô da, nhăn da một cách hiệu quả. Để sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, hãy dùng theo cách sau. Đối với người nám, sạm, tàn nhang, lâu năm, sử dụng 3-4 viên trên một ngày, ngày uống 2 lần. Đối với người muốn giữ trắng da, bổ sung collagen và hạn chế lão hóa, sử dụng 2-3 viên trên một ngày, ngày uống 2 lần. Uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ, khi thấy nám cải thiện hoặc đạt hiệu quả nám đẹp như ý, có thể duy trì 1-2 viên trên ngày. Nếu muốn tăng hiệu quả sử dụng Nessi Glutathione Burnout, nên kết hợp với viên uống Nessi Vital C với thành phần vitamin C được chiết xuất từ trái dâu tây, giúp phát huy tối đa hiệu quả sáng da, mờ nám gấp 2 lần. Tăng hiệu quả bổ sung collagen, hạn chế lão hóa da, bạn nên uống sau bữa ăn theo thứ tự Nessi Vital C trước, Nessi Glutathione Plus sau, liệu trình cụ thể như sau. Đối với người bị nám, sạm, tàn nhang lâu năm, ngày uống 2 lần, sáng và trưa. 2 viên Nessi Vital C mỗi lần, 1-2 viên Nessi Glutathione Plus. Muốn giữ trắng da, bổ sung collagen và hạn chế lão hóa. Buổi sáng 2 viên Nessi Vital C, 1-2 viên Nessi Glutathione Plus, buổi trưa 1 viên Nessi Vital C và 1 viên Nessi Glutathione Plus. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm, luôn đúng theo hướng dẫn của chuyên viên tư vấn, áp dụng nguyên tắc đúng đủ đều, uống đúng giờ, đúng liều lượng, sử dụng đủ liệu trình và dùng đều đặn mỗi ngày, uống đủ nước để giảm thiểu việc đào thải qua da, giữ chế độ sinh hoạt khoa học, hạn chế thức khuya, ăn đồ cay nóng và giữ tinh thần thoải mái, không stress, luôn kết hợp với các quy trình chăm sóc da bên ngoài để đạt hiệu quả tốt nhất, duy trì sử dụng từ 6-12 hộp để đạt hiệu quả cao nhất, hãy sử dụng theo hướng dẫn bên trên để đạt hiệu quả nhanh chóng và vừa trội nhé.